Lạy Cha Thánh Du Xe, xin dạy con khiêm nhường, mang đấng cứu tình bên mình, Ngài vẫn lặng thinh. Sống đời thanh hiền theo ý Cha toàn năng, vâng phục lặng lẽ ân mình hy sinh. Cha đã được chọn giữa bao người dương thế, Cha đã được trao cho quyền làm Cha đấng cứu tình. Xin thương phù trì, xin thương cầu bầu, xin người thương giúp cho con vượt biên trần gian về bên bình an. Lạy Cha Thánh Giuse, xin dạy con quên mình. Bên Chúa Hài Nhi âm thầm Ngài sống đức tin. Phụng sự Thiên Chúa với hết tâm tình Cha. Sống đời thành đức, đơn sơ khó nghèo. Chúng con trân trọng kính mời Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản Hạt và Cha Chính Sứ Giáo Sứ chúng con lên để cắt băng khánh thành linh đài Thánh Cả Giuse. Chúng con xin kính mời. Xin cộng đoàn chúng ta vỗ tay thật dài để chúc mừng và xin nhà đoàn chủ lễ một bàn quyền để chúc mừng. Đây, cháu. Cảm ơn Cha Tổng Đại Diện, Cha Quản Hạt. Đời Thánh Giuse hiện nay, trung tuần tháng 12 năm 1955, Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị nhận một số bà con giáo phận Bùi Chu từ Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ đến trú ngụ tại Đông Sơn.
nhưng vì bà con không thích nghi được với thổ nhưỡng, nên tháng 6 năm 1956, cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị đã dẫn bà con lên lập xứ tại nơi đổi thánh Giuse này và chọn thánh Giuse lao động làm bổn hoàng. Theo sử liệu ghi lại, một năm sau, tức là năm 1957, đã di rời nhà nguyện về khu công chức là nơi nhà thờ Kim Thành hôm nay. Với thời gian trôi qua, cha Giuse Nguyễn Tiến Sự nhận bài sai về làm quản sứ Kim Châu, đồng thời kiêm quản nhiệm giáo sứ Kim Phát, Kim Thành, đã cho xây đền thánh Giuse hoàn thành vào năm 1974 trên nền nhà thờ cũ. Năm 1999, cha Giacobbe Phạm Xuân Lương, quản sứ Kim Phát, Kim Thành, đã cho tôn tạo lại để có thể dâng lễ tại nơi đây vào các lễ mừng kính thánh Giuse. Ngày 1 tháng 5 năm 2021, cha Gioan Bautista Phạm Thế Truyền được Đức Cha Vinh Sơn Giáo Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột cho phép san lấp mặt bằng, đặt viên đá xây dựng linh đài thánh Giuse mới và di dời tượng vào bệ mới. Đến hôm nay, mùng 1 tháng 5 năm 2022, đã hoàn thành vừa tròn một năm. Giờ đây, chúng con kính xin cha tổng đại diện và quý cha làm phép thánh hóa nơi chốn này, làm phép bàn thờ, dâng lễ cầu nguyện và tạ ơn cho giáo họ chúng con. Chúng con xin trân trọng tri ân. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, thì Chúa con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con lại xin Chúa làm phép và thanh hóa tượng cùng linh đài này để tôn kính và tưởng niệm đến thánh cả Giuse thờ. Xin Chúa đoái thương để ai siêng năng tôn kính thánh Giuse thờ nơi linh đài này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vi hiển vĩnh cửu đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tiếp đến, cha chủ tế rảy nước thánh trên tượng thánh Giuse, đền đài và cộng đoàn. Xin nhầm lời thánh cả Giuse chuyển cầu cho chúng con biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã trao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người sống và hiện chi cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa,
Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam, có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ, cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi giá thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu, thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì trong ngày đó người nghỉ việc tạo thành. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài cung cố sự nghiệp tay chúng con làm. Chúa, xin Ngài cung cố sự nghiệp tay chúng con làm. Trước ngày đồi núi non cao biển rộng khai sinh, trước ngày trời đất hoàn vũ sinh linh được dựng, Chúa đã hiện hữu ngự trị từ trước muôn đời. Muôn ngàn năm tới đời đời luôn mãi có Ngài. Thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động. Tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chứ không phải cho người đời. Vì anh em biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng gia nghiệp do Thiên Chúa trao ban. Nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô. Đó là lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chiều nay cộng đoàn chúng ta hành hương về đài Thánh Giuse để chiêm ngắm một người cha. Tôi muốn ông bà anh chị em chiêm ngắm dung mạo của người cha với ba cái dung mạo này. Thứ nhất, người cha yêu thương. Thứ hai, người cha vâng phục. Và thứ ba, người cha làm việc, người cha lao động. Người cha yêu thương, Ngài đã biến ơn gọi tình yêu gia đình của nhân loại thành sự dâng hiến siêu phàm chính mình, trái tim và tất cả khả năng của mình. Một tình yêu được dành để phục vụ Đấng Messiah đang lớn lên trong mái ấm của Ngài chắc chắn phải ảnh hưởng tư cách của người cha, để Đức có một Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và trước mặt con người. Và lòng tín thác của tất cả chúng ta vào Thánh Giuse được thể hiện trong câu: hãy đến cùng Giuse. Dung mạo thứ hai là người cha vâng phục. Các tin mừng không, Thánh Giuse không nói gì, ông chỉ thầm lặng để vâng phục, thầm lặng để lắng nghe được tiếng Chúa. Những người cha như cha của Thánh Giáo Hoàng thinh lặng trong cầu nguyện để nghe được tiếng Chúa. Một người cha vâng phục trong bốn giấc mơ trong cuộc sống mà tin mừng nói. Dung mạo thứ ba, người cha làm việc. Trái tim của người cha Giuse sống trong mái ấm Nazareth với nghề rất tầm thường, nghề thợ mộc. Và Chúa Giêsu có bố là người thợ mộc và con của bác phó mộc nuôi sống gia đình bằng chính nghề bình thường này. Và chính trong sách Sáng Thế hôm nay nói với chúng ta về Thiên Chúa trao trái đất, trao mảnh vườn, trao giáo họ Kim Thành và giao cho mọi người chúng ta để chúng ta biết làm việc, phục vụ cho gia đình, phục vụ cho giáo họ tốt đẹp. Thiên Chúa thánh hóa công việc của tất cả ông bà anh chị em trong công trình sáng tạo của người. Thưa anh chị em rất thân mến, cộng đoàn chúng ta vui mừng họp nhau lại để làm phép bàn thờ này. Chúng ta hãy chú tâm tham dự thánh lễ và nài xin Thiên Chúa đoái thương nhìn đến của lễ hội thánh sẽ dâng trên bàn thờ này, và xin làm cho dân Chúa trở nên của lễ muôn đời dâng lên Chúa. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì đã nhận y lễ Đức Kitô dâng trên bàn thờ thánh giá để cứu chuộc loài người. Chúa lại lấy tình thương phụ tử tập hợp dân Chúa lại nơi bàn thánh để cử hành lễ tưởng niệm người. Vì thế, lạy Chúa, xin Chúa đoái thương nhìn đến bàn thờ mà chúng con đã thiết lập để cử hành các bầu nhiệm của Chúa. Xin cho bàn thờ này nên nơi tập trung lời chúng con ca tụng và tạ ơn Chúa. Xin cho bàn thờ này nên tế đàn để chúng con dâng hy lễ của Đức Kitô trong nhiệm tích. Xin cho bàn thờ này nên bàn thờ để chúng con bẻ bánh ban sự sống và uống chén hợp nhất.
Xin cho bàn thờ này nên nguồn suối chảy ra cho chúng con dòng nước cứu độ muôn đời, để khi đến với Đức Kitô là tảng đá sống động, chúng con được lớn lên trong người mà trở thành đền thánh. Và trên bàn thờ tâm hồn, chúng con dâng đời sống nỗ lực chúng con làm hy lễ đẹp lòng Chúa, sẽ được Chúa chấp nhận để ca tụng vinh quang Chúa. Người hằng sống và hiến trí là một với Chúa thánh thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên như hương thơm trước tôn nhan Chúa, và như nhà thờ này đầy mùi thơm dịu hiền thế nào thì cũng xin cho hội thánh chúng con và Chúa tỏa lan hương thơm Đức Kitô như vậy. Chung quanh bàn thờ, xin lấy sáng Đức Kitô chiếu sáng bàn thờ này, và xin cho những người dự tiệc của Chúa nhờ đó được tỏa sáng. Tiếp theo, cha chủ tế sẽ hôn kính bàn thờ. Và giờ đây, thánh lễ được tiếp tục. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể. Lạy Chúa là nguồn mạch lòng thương xót, xin loái nhìn lễ vật chúng con dâng trước thánh nhan nhân ngày lễ thánh Giuse thờ. Chúng con khẩn khoản lại xin Chúa cho mùa lễ này trợ giúp chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con lại xin Chúa chúng ơn thánh thần Chúa khánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu cố định, người cầm lấy bánh tạ ơn mẹ đã và trao cho ca mô đề và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị lột vì các con. Cụ mồ kể từ nay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức men cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, Đức cha Vinh Sơn giám quản giáo vận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh mục, những ân nhân, thân nhân trong giáo họ Kim Thành chúng con và mọi người khác, những người mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho tất cả những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng cho
sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rầu lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì Chúa quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Nhân của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đời chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa cớ nào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trời nuôi dưỡng chúng con, xin dạy chúng con biết noi gương Thánh cả Giuse để lại và làm chứng về đức ái Chúa đã đổ xuống tâm hồn chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ được hưởng bình an mãi mãi. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng xin đại diện cho công đoàn chân thành cảm ơn cha tổng, quý cha, quý tu sĩ rất nhiều. Mặc dù trời mưa gió đã không ngần ngại lũ xả xa xôi đến với chúng con trong thánh lễ chiều hôm nay, làm phép linh đài cũng như là phép bàn thờ và lễ bổn mạng của giáo họ kỷ niệm 65 năm thành lập của giáo họ chúng con nơi mảnh đất thân yêu này. Chúng con đổ ơn Thiên Chúa và xin Thiên Chúa băng qua Thánh Giuse ban nhiều phúc lành xuống cho trên cha tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Thế đến con cũng đại diện cho cộng đoàn cảm ơn quý khách, quý hội đồng, các sư bạn cũng như toàn thể ông bà anh chị em đã hết lòng vì yêu thương cũng như với lòng mèo biến Thánh Giuse chiều hôm nay đã tập trung về nơi đây để chúng ta cùng nhau dâng lễ và tạ ơn Thiên Chúa và cũng như nói lên tấm lòng biết ơn đối với Thánh Giuse. Chính Ngài đã gìn giữ và chúc lành cho mảnh đất này cũng như công trình này. Ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ sau chúc anh chị em đi bình an. Ơn Chúa. Trong gian nan nguy khôn, con chạy đến đây cùng Giuse. Khi tâm tư lo lắng, con tìm đến để được úi an. Xưa thánh gia khi gặp khó khăn, cha đã đưa tay trèo vững vàng. Qua bao nhiêu sóng gió, qua ngàn nỗi mưu thù thế gian. Ôi cha Giuse ân thầm khiêm tốn, tin yêu nơi cha con tìm chạy đến. Xin cha lắng nghe tiếng lòng con khấn, xin cho gia đình nhân thế. Khi bao tai ương
quá.